Bây giờ thì thời gian cũng rất là nhiều rồi, em biết là anh chị cũng đã bắt đầu nói, và tất cả những cái lời chia sẻ của lãnh đạo Phương và lãnh đạo Hà anh chị đã được nghe, nhưng riêng em chỉ có một lời tâm sự rất là nhỏ thôi. Thưa anh chị, theo anh chị nghĩ một người xuất phát từ bộ đội, suốt ngày đi làm theo giờ hành chính, trên 60 tuổi, có kinh doanh được đi với mình không ạ? Có. Có ạ, vâng, rất là cảm ơn anh chị. Và theo anh chị, em đã từng làm ở một công ty đứng số 1 thì mình có chọn những cái khác ngoài số 1 không ạ? Không. Không đúng không ạ? Vâng, cảm ơn anh chị đã động viên em câu đấy, nhưng em là người khác thường. Báo cáo với anh chị là em xuất thân của bộ đội, cũng do cái sức khỏe của mình suy sụp, quá suy sụp do là công tác cống hiến, luôn luôn là một người quân nhân gương mẫu. Và sau 33 năm cống hiến trong ngành lực lượng vũ trang, Bộ Tư lệnh Không quân, và em về hưu với hàm là đại úy xoáy nòng. Không biết ở đây có anh nào là bộ đội không? Nhưng mà trước khi biết đến như mình bây, thì em đã từng kinh doanh và hợp tác với công ty số 1. Và cái cấp độ ở bên đấy cũng không phải là cao. Doanh thu của hệ thống em cũng khoảng độ 300 triệu một tháng. Và em đã từng được đi du lịch đến khách sạn Carabel và ở rất nhiều nơi. Cảm thấy mình rất là hưng phấn, nhưng một điều là em chỉ đi một mình. Các anh chị ạ, chỉ đi một mình vì sao ạ? Tiêu chuẩn, chế độ nó khác. Và một điều tuyệt vời nữa là các anh chị ạ, khi các anh chị nghe Thủ lĩnh Hương chia sẻ về cái ngành dinh dưỡng miễn dịch mới này, chúng ta có tất cả những cái yếu tố của một công ty cũ, nhưng có một cái nổi trội, nghĩa là sản phẩm của chúng ta có gì ạ? Kháng thể tự nhiên. Và nếu nói về dinh dưỡng, nếu nói về kháng thể tự nhiên, các anh chị đã từng hiểu và chưa hiểu kỹ, các anh chị sẽ gặp lại các lãnh đạo chia sẻ với anh chị tại văn phòng này. Nhưng em chỉ thấy khác biệt một cái là như này, như là anh Hải và chị Phương chia sẻ, đoàn đội chúng em làm ở bên công ty kia rất là lớn, rất là rầm rộ, nhiệt huyết, nhưng cũng như là lãnh đạo Hải nói là gì, cột mỡ leo thang, đạt lên đến 300 triệu một tháng, nhưng sau đó quay lại xây từ con số 0. Chính vì thế đoàn đội của em không có nhiều người có thu nhập. Và để mà quyết định chia tay với mối tình đầu trong ngành kinh doanh MMM này, theo các anh chị có dễ không ạ? Em và lãnh đạo Thúy là người gì? Em rất là cảm ơn cái người bảo trợ ra em á. Cũng rất là đơn giản, chị ấy tuyển em chỉ trong một TikTok thôi ạ. Và câu chuyện tuyển dụng em như thế nào thì em sẽ muốn có cái cơ hội để chia sẻ với anh chị sau. Và nếu anh chị nào dự cái buổi chia thuộc của năm 2018, bây giờ em mới đạt cấp độ là 2 sao vàng, thì sẽ biết được là cái biến chênh của em tuyển dụng em như thế nào. Và em sẽ muốn hẹn lại các anh chị trong một thời gian tới nữa. Nhưng các anh chị hãy tự tin đi ạ. Các anh chị tin đúng vào chính mình đi ạ. Là mình đã lựa chọn đúng đi vì mình rồi. Vì ở đây chúng ta đang bước lên một con tàu mới, một ngành công nghiệp mới, và ngành công nghiệp này đang là xu thế chuyển dịch của toàn nhân loại. Điều đấy các chị có thấy mình tự hào khi là bước sang một con tàu mới không ạ? Và em rất là chúc mừng các chị hãy tuyển những người lớn tuổi cũng được, cao tuổi cũng được, càng trên 50-60 tuổi càng tốt. Vì lúc này là gì, các chị đang nắm giữ kinh tế của gia đình, và cái điều đầu tiên là sức khỏe của anh chị suy giảm, và túi tiền của các anh nam giới đưa về là để cho thì phụ nữ tiêu tiền. Chính vì thế mà các anh chị có thể là gì, tư vấn sản phẩm, và các anh chị tuyển thật nhiều các bạn nữ vào, vì nữ là bà tám, người ta dùng tốt, người ta đi chia sẻ. Em thì chỉ nghĩ rất là đơn giản như thế thôi, và chia sẻ của chúng ta cũng cực kỳ đơn giản, cũng chỉ có một sản phẩm thôi. Mẹ chồng em cũng đi chia sẻ, tôi chỉ biết con Miên nó cho cái hộp sữa này cũng tốt, hàng xóm nhờ mua. Đấy là một điều mà thấy được cái sự đơn giản trong sản phẩm của chúng ta. Và hôm nay muốn chia sẻ với anh chị rất nhiều nhiều, nhưng mà em chỉ muốn nói với anh chị một câu là chúng ta hãy cho mình một niềm tin. Và nhất là trong cái ngành kinh doanh này, tuyến trên của anh chị bảo anh chị đi đâu các anh chị cứ đi theo. Chính vì thế mà ngày hôm nay em theo tuyến trên của em là chị Nguyễn Thị Thúy vào đây để có mặt cùng với các anh chị. Và xin một tràng pháo tay của các anh chị để cảm ơn nhiều các anh chị. Và một điều nữa các anh chị, chúng ta rất là may mắn
kỳ may mắn sau 4 năm em bắt tay chính thức kinh doanh cùng với cả Kiwi Mây và cùng với đội nhóm, thì ở công ty kia doanh số của em chỉ đạt khoảng 300 triệu. Nhưng mà đến đây 4 năm thì doanh số hệ thống từ em trở xuống có những tháng lên đến 11 tỷ, có tháng 8 tỷ. Và tuyến dưới của em nữa, rất nhiều các anh chị trong đội nhóm của em đã có thu nhập. Tuyến dưới của em nữa người ta đã cán đích 5 sao. Và trong hệ thống của em có rất nhiều các anh chị có thu nhập, thay đổi cuộc sống. Trong khi đó là gì? Nước nổi, thuyền nổi, tuyến dưới của mình thay đổi cuộc sống thì bản thân mình có thay đổi không ạ? Có, đúng không ạ? Và đến với New Mây em là người gì? Cũng như chị Phương và các anh chị nói là em sức khỏe kém, em âm nợ rất là nhiều. Do là nếu nói về sức khỏe thì anh chị sẽ thấy em đứng đây được với anh chị ngày hôm nay là một điều tuyệt vời. Em là vỡ tử cung năm 35 tuổi. Các anh chị có thể lấy câu chuyện của em để đi chia sẻ và gọi điện cho em bất kỳ lúc nào, em cũng sẽ hỗ trợ anh chị. Em là người bị vỡ tử cung năm 35 tuổi, suy giảm sức khỏe và hệ miễn dịch, dẫn đến viêm đa khớp giảm thấp, cái mặt em to bự lên và em không đi được đâu. Và em bị loét dạ dày, em bị thủng đáy mắt do phong trào đánh bóng chuyền trong quân đội. Và một điều nữa là em bị viêm gan C. Nhưng mà sau một thời gian trải nghiệm sản phẩm của bên công ty này thì em thấy sức khỏe của em thay đổi. Và em làm với tâm thái là cảm ơn sản phẩm, cảm ơn công ty và cảm ơn các anh chị tuyến trên đã dẫn dắt, đã cho em có cái cơ hội để mình biết đến sản phẩm này. Và người mà em muốn cảm ơn là chị Thúy rồi. Nhưng mà em lại muốn cảm ơn nữa cái người quyết định để em lẽo đẽo làm cái công việc này, chính là thủ lĩnh Phan Văn Trụ. Ngày đấy bạn ấy ra phòng trông bạn ấy rất là bình thường, và một điều là bạn ấy đồng hương nhà em, bạn chỉ nói một câu có thể bây giờ bạn ấy không nhớ, chị đi chị cứ làm đi, kiểu gì chị em mình cũng có thu nhập. Cái câu đấy là câu mà để cho em trải nghiệm. Và một điều nữa là gì, em lại cảm nhận được nữa là trong hệ thống của chúng ta, chúng ta có thấy rất là may mắn khi có vợ chồng lãnh đạo đầu nhánh đầu tuyến của mình luôn luôn có những cái chiến lược để chúng ta là đi và làm theo thế ạ. Đó là thủ lĩnh Đặng Văn Điệp và chị Nguyễn Thị Thiên Hương. Kèm theo đấy ở trong hệ thống chúng ta có lãnh đạo là chị Lê Thiện và chị Nguyễn Thị Ngọc Thảo. Chúng ta nhìn thấy tất cả những con người thay đổi, đồng nghĩa là trong cái môi trường kinh doanh này các chị sẽ được hợp tác với các hệ thống bạn. Ở đây chúng em vào đây, em cứ nhìn thấy cái phong thái của anh Sáu, em cảm thấy em có nhiệt. Rất là ngưỡng mộ một bạn đấy, và câu nói của anh Sáu ấn tượng trong đầu em ấy, thay đổi những người bạn. Trước kia bạn của anh Sáu là những em bé sẵn sàng về đập mâm, đập son để đổi lấy kem. Và em đã từng có trường hợp con em về bẻ mâm để đi đổi kem. Cho nên em ghi nhận cái câu đấy của anh Sáu. Nhưng hơn ai hết, có thể lúc này các anh chị em xin 5 phút nữa, hơn ai hết em phải trả ơn sản phẩm này. Nếu như anh chị nào đến với New Mây từ năm 2017 thì người mà luôn luôn cho em phải trả ơn cái sản phẩm này chính là con trai em, bạn Nguyễn Hải Long, bây giờ là giám đốc 4 sao, đang là học sinh, sinh viên của Học viện Quốc tế FPT ở ngoài Hà Nội. Bạn đấy bị bỏng toàn bộ mặt độ 2-3 và 9%. Nhưng khi em được tuyến trên của em chia sẻ cho em cái lon sản phẩm này, lúc đầu em như các anh chị không nghe, vì em đang đau đáu với cái công ty kia, em đang phân vân giữa công ty số 1 và cái công ty mới tinh không ai biết đến. Nhưng mà khi con em được trải nghiệm sản phẩm thì một điều kỳ diệu đã xảy ra. Và bạn ấy sau 8 ngày, lúc đấy em chưa hiểu về sản phẩm, em chỉ đơn giản là cứ dùng đi, đằng nào nó không ăn được gì thì nó uống sữa. Nhưng 8 ngày trời và bạn ấy thay đổi toàn bộ khuôn mặt của bạn ấy. Và chắc chắn ở đây rất nhiều các anh chị biết là thủ lĩnh Thiên Hương thì đã có lần là con trai của em á, rất là ngưỡng mộ và ra Hà Nội, ra Hải Phòng đã chụp ảnh với chị Hương và đi đâu cũng khoe. Và điều đấy làm cho em là gì? Tất cả những công ty khác người ta thấy mình đỏ, người ta tưởng chín, người ta muốn mời mình sang một cái công ty người ta để hợp tác, đưa ra rất nhiều những cái chiêu bài, đưa ra rất nhiều những cái quyền lợi. Nhưng em không lựa chọn, và em lựa chọn là mình đi đồng hành suốt cuộc đời này với New Mây. Đấy là một điều mà em muốn. Và một điều nữa muốn nhắn nhủ với các anh chị là New Mây không cho chúng ta từ bỏ bất kỳ một người nào.
Bởi vì sản phẩm của chúng ta nó có độ bền vĩnh cửu, kháng thể luôn luôn cần, luôn luôn dùng trong mọi thời tiết, mọi khí hậu, mọi đối tượng. Và điều thứ hai là gì? Tất cả những thành phần, ví dụ như canxi, lợn quẩn và đa vitamin và khoáng chất như là thiết yếu đều cho chúng ta cần hàng ngày. Và đây là thực phẩm dinh dưỡng, không phải là thuốc, không có tác dụng chữa bệnh. Nhưng các cụ chúng ta dạy một câu là gì? Thức ăn khéo dùng thành thuốc. Chính vì thế mà em quyết định là gì? Rời bỏ con tầm vitamin và khoáng chất đã chật chội nhưng cũng rất là hoành tráng để bước sang một con tàu mới, là con tàu ngành công nghiệp dinh dưỡng miễn dịch. Và rất là cảm ơn và chúc mừng anh chị đã cùng đồng hành bước lên tàu cùng với chúng em. Và chắc chắn các anh chị cứ nghe lời những người tuyến trên, chắc chắn các anh chị chịu khó chia sẻ thì thành công sớm hay muộn sẽ đến với chúng ta. Và chúc các anh chị thành công. Một điều không muốn nhắc nhiều nữa, đặc biệt là nếu anh chị nào có thị trường Hải Phòng và tới này sẽ có thị trường Hà Nội, các anh chị có thể xa xôi, mình có thể kết nối văn phòng chúng em, thì em sẽ ghi số điện thoại ở đây. Cũng có một số anh chị, có người ở trong này và gửi ra, ví dụ như chị Hà Thu cũng có người gửi ra văn phòng chúng em ở ngoài Hà Nội rồi, ngoài Hải Phòng rồi, thì các anh chị có thể ghi số điện thoại. Em Miên năm nay 63 tuổi, hồ đội nghỉ hưu cho nó ấn tượng, và số điện thoại là 0389905756. Văn phòng bọn em ở tại quận Kiến An, thành phố Hải Phòng, rất là chào đón khi các anh chị gửi người về đấy. Và một điều đối với em, các chị yên tâm là gì? Không bao giờ chia sẻ cho khách hàng của các anh chị mà coi đấy không phải là khách hàng của mình. Đấy là một điều. 0389905756. Và điểm của chúng em hoạt động vào ngày thứ năm hàng tuần. Rất mong là sự hợp tác của các anh chị. Em xin cảm ơn và chúc các anh chị có một buổi trưa ngon miệng, chuẩn bị tâm thái tốt để mình cập nhật toàn bộ các kiến thức. Và hôm nay chúng em vào đây là chủ yếu học hỏi các anh chị thôi ạ. Và cảm ơn các chị đã cho chúng em học hỏi. Chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn phần chia sẻ vô cùng tuyệt vời của các chị Thành Phát ạ. Cảm ơn các chị rất là nhiều. Và vừa xong chúng ta thấy không ạ? Thay đổi con tàu, thay đổi tư duy và thay đổi rất là nhiều cái. Vậy thì đâu?